Mảnh ghép thứ hai cập nhật những thông tin kinh tế cũng tại Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, các ban quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch COVID-19. Tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công theo nghị quyết số 63 ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ và các chỉ tiêu theo kế hoạch chung của tỉnh, kế hoạch đầu tư công năm 2021 của từng chủ đầu tư. Năm 2021, tổng kế hoạch vốn đầu tư công phân bổ cho các dự án tỉnh quyết định đầu tư sau điều chỉnh là hơn 7.700 tỷ đồng. Theo kế hoạch năm 2021, tỉnh sẽ bố trí khởi công xây dựng mới 60 dự án, nhưng tính đến cuối tháng 9 mới có 47 trong tổng số 60 dự án đã tổ chức đấu thầu và khởi công xây dựng, còn lại 13 trên 60 dự án đang hoàn chỉnh thủ tục đầu tư. Giá trị giải ngân vốn tỉnh quản lý đến ngày 30 tháng 9 là gần 3.600 tỷ đồng, đạt 43,08% kế hoạch. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành địa phương xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể thúc đẩy thực hiện giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm, nhất là các dự án trọng điểm, xử lý kịp thời hiệu quả những vấn đề phát sinh để đạt được mục tiêu giải ngân đề ra của năm 2021, góp phần thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế. Trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tiêm chủng vaccine, chăm sóc, điều trị người nhiễm bệnh, đặc biệt là trong công tác mua sắm và sử dụng trang thiết bị vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc, vaccine, các cơ quan đơn vị phải bảo đảm khoa học, hiệu quả, công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí, kịp thời chấn chỉnh xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu việc quản lý sử dụng nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân cho phòng chống dịch bệnh phải bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, trục lợi. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.